Các doanh nghiệp trong khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã có một tháng làm ăn tương đối thành công. Hoạt động kinh doanh trong tháng 1 được mở rộng, doanh thu ngành bán lẻ đạt mức cao nhất trong gần 8 năm qua. Kinh tế Eurozone vừa có một số dữ kiện cho thấy khả năng phục hồi nhanh hơn. Bất chấp mùa đông giá lạnh, người tiêu dùng vẫn mạnh tay chi tiêu. Doanh thu ngành bán lẻ của Eurozone trong tháng 12 đạt mức cao nhất trong gần 8 năm qua. Các mặt hàng như thực phẩm, đồ uống, quần áo, thuốc lá và nhiên liệu, tất cả đều có những diễn biến khả quan. Nhờ gói kích thích kinh tế của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB và lời hứa thu mua thêm tài sản thông qua chương trình QE, cùng với đó là giá nhiên liệu giảm, tất cả những yếu tố này đã thúc đẩy tăng trưởng. Đồng euro hiện ở mức thấp là một cơ hội cho các nhà sản xuất ở châu Âu cũng như các nhà xuất khẩu. Giá sản xuất của các doanh nghiệp đã được cắt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm. Ngành dịch vụ hiện có tiềm năng tăng trưởng khá tốt. Chỉ số PMI trong tháng 1 của khối này đạt mức 52,7 điểm. Sản lượng công nghiệp tại Đức, Tây Ban Nha và Ý cũng đạt mức tăng. Tuy nhiên, Pháp thì lại vẫn chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy đà tăng trưởng được khôi phục.